Rồi hello, em chào bà con, chào đại gia đình Sơn Sàm đây ha. Tiếp tục chăm sóc em Lan Cao Tốc nha. À, Lan Cao Tốc thì không thể nào mà rời xa nó một bước được ha. Không thể nào để cho Lan Cao Tốc mà cô đơn một mình được ha. Đó, ngày hôm qua có những cái phát ngôn đi vào buổi chuối đó, ngày hôm nay TikTok người ta cắt, người ta đăng quá trời rồi ha. Ở trên TikTok đó quý vị, người ta cắt những cái phát ngôn của Lan ra, người ta đăng đầy, người ta nói rồi chết mày chưa, chết mày rồi ha. Đó, cần phải làm rõ rồi, thêm bằng chứng nữa rồi ha. Đó, quý vị thấy ngày hôm qua nó ra cái clip đó, khi không á, 2-3 năm nay ông Dũng bà Hằng không hề nhắc gì đến nó. Nó vẫn lên, nó chửi người ta, nó vu khống, nó xuyên tạc người ta ha. Rồi nó lấy ví dụ rồi bà Hằng mua quốc tịch, đảo ship rồi này kia kia nọ, nói liên thiên hết trơn. Rồi xong rồi, quý vị biết cái gì nữa không? Đó, dám nói là Lan là người có công. Đó, có công là phá mấy cái vụ án quanh coi quanh kiết gì này kia kia nọ, rồi phòng này phòng kia, rồi u la 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 la, càng ngày không biết là nó đang nói cái gì, và không biết là nó có đang biết nó đang nói cái gì hay không nha quý vị. Đó, đó, và ngày hôm nay nữa đó, mới cách đây tiếng đồng hồ mới lại đăng tiếp nữa đó, những YouTuber có công với chính phủ Việt Nam hôm nay là sao á? À, làm sao? À, ý nó nói là nó có công, nó mà dành công hôm qua đã rồi, ngày bữa nay là mày cà khịa người ta nữa. Đã, nó nói là Phạm Thanh Nguyền, Thanh Biền Vlog, Đỗ Thị Hương, Đinh Văn, Đinh Hoàng Nhân, Gất Việt, Lý Lắc, à, để vạch trần thủ đoạn đê hèn của Nguyễn Phương Hằng, Quỳnh Quý Dũng, muốn trả thù chính quyền Bình Dương nên tổ chức cho Nguyễn Phương Hằng lên chửi và thuê 40 YouTuber lên chửi. Đó, cái câu này nha quý vị. Đây. Đó, cái câu này nè, riêng cái câu này là tôi sẽ lưu lại, tôi chụp màn hình lại nha. Cái câu này là trắng trợn luôn nè ha. Để vạch trần thủ đoạn đê hèn của Nguyễn Phương Hằng, Quỳnh Quý Dũng. Đó, kêu thẳng tên luôn nha. Đó, kêu thẳng tên luôn. Đó, muốn trả thù chính quyền Bình Dương. À, muốn trả thù chính quyền Bình Dương nên mới tổ chức cho Nguyễn Phương Hằng lên chửi và thuê 40 YouTuber lên chửi. Đó, cái này là tôi nói thiệt quý vị là đầy đủ hết trơn luôn. Đó, bằng chứng nó quá rõ ràng ràng luôn. Mà con này tôi nói nó quá nhiều rồi. Đó, khi mà tới cái ngày mà nó bị lụm lên, tôi không biết nó cái tội gì đâu quý vị ha. Tôi không biết nó bao nhiêu tội luôn á, quá trời rồi ha. Càng ngày nó càng quá đáng. Mà không biết tại sao, hay là cơ quan chức năng cứ để cho nó nói dày lên ha. Cũng có thể là người ta để cho nó dày lên, nói nhiều lên đi, nói càng nhiều lên đi càng xa ha. Trời ơi, vậy mà cũng nói được quý vị. Đó, những cái câu như là Đại Nam là bể nợ, rồi mất khả năng chi trả nợ bao nhiêu ngàn tỷ, ông Dũng đồ này kia kia nọ, rồi bị bắt rồi các kiểu, rồi ô nó còn đầy ở trên đó ha. Rồi ngày hôm qua dám tấn công vô quỹ Hằng Hữu nữa, cái đích miệng Lan. Hôm qua tôi sưu tầm có cái clip đó quý vị. Đó, đích thị nói Lan là người đầu tiên là khám phá ra quỹ Hằng Hữu có những cái tên này tên kia, rồi trùng rồi các kiểu, rồi hả, à, cái gì à, à, Quỳnh Quý Dũng, Nguyễn Phương Hằng muốn là người ta gom tiền vô cái quỹ Hằng Hữu, lợi dụng cái quỹ Hằng Hữu để cái gì tiền sạch, tiền bẩn, rửa tiền. Ô, nó nói nhiều lắm quý vị. Đó, tôi lưu hết trơn rồi. Đó, ngày hôm nay nè, mới lên cái tab cộng đồng này, cái này tôi phải lưu lại tiếp nè. Đó, viết cái gì, viết là nguyên cái câu này nè. Cái câu này là mày ăn no rồi nè, cái câu này là mày đi xa lắc xa lơ rồi nè. Đó, riêng cái câu này đó, để vạch trần thủ đoạn đê hèn của Nguyễn Phương Hằng, Quỳnh Quý Dũng muốn trả thù chính quyền Bình Dương nên mới tổ chức cho Nguyễn Phương Hằng lên chửi và thuê 40 YouTuber. Trời ơi, cái này là mày ăn đủ rồi nha Lan, riêng cái này không là mày đi xa lắc xa lơ rồi nha, chưa nói tới cái khác nha. Rồi, tiếp tục. Nguyễn Phương Hằng đã đi tù nhưng hậu duệ của Hằng đang ngày càng muốn Hằng mọt gông trong tù nên chúng mới gây án giống Hằng, thậm chí nặng nề hơn, để cho chính phủ dẹp bỏ khu du lịch văn hóa tâm linh Đại Nam vì có CEO tục tiểu mắc dậy và tuyên truyền tư tưởng đồi trụy dâm dục như làm đĩ vì đam mê, ngoại tình không có tội, đánh bài là mở mang trí tuệ, ăn cắp là nâng cao tay nghề, hút thuốc là bổ phổi, uống rượu là tốt cho gan. Ôi da da da, không hiểu Lan nó đang nghĩ gì quý vị. À, cũng có thể là nó bị tưng tửng, cũng có thể là do là nó bị một cái đối với thế lực nào giật dây ha. Mà quý vị nói rồi ha, những cái YouTuber chỉ là một cái, những cái YouTuber chỉ là một cái bức bình phong thôi, là cái bàn đạp thôi. À, quý vị để ý nha, 40 YouTuber chỉ là cái bàn đạp thôi, và cái đích cuối cùng của nó là ông Dũng và bà Hằng ha. Nó nói cái gì,
À, nó nói cái gì đi nữa là hai câu, là câu thứ ba là nó cũng quay về ông Dũng bà Hằng, quý vị để ý nha. Rồi nó ngồi nó kể câu chuyện, nó phá án sao, nó giúp người ta làm sao, rồi nó lấy cái ví dụ, nó cũng lấy ông Dũng bà Hằng ra nó ví dụ. Rồi cái chuyện nó ăn không nói có, rồi ăn gian nói dối, nó trơ tráo trơ trẽn vậy đó quý vị, mà nó vu khống cho người ta liên tục. Trời đất ơi, trời ơi, thôi cái này là tôi phải chụp lại ha. Đây đó, nguyên cái tác cộng đồng là tôi phải chụp liền chứ không thể nào để xóa được quý vị, phải chụp liền, chụp màn hình liền. Trời ơi, nói chịu không nổi luôn quý vị ha. Đó, rồi quý vị đã nghe bà Hằng mới nói gì về Lan chưa ha? Đó, bây giờ quý vị nghe bà Hằng mới nói về Lan cái tôi phân tích tiếp nha. Đó, nghe bà Hằng mới nói về Lan cái con đinh lang thang nó sẽ trả một cái giá không rẻ đâu quý vị. Quý vị tin tôi đi, nếu như tôi không làm được thì tôi không phải là bà Nguyễn Phương Hằng. Giỏi lắm, nó cấu kết với ai vậy? Nó là cái gì của thằng Võ Hoàng Yên vậy quý vị? Và tại sao nó khùng đi, nó cái mức mà nó dám dựng những cái câu chuyện mà thì cứ nói thoải mái đi, rồi sẽ không còn cơ hội để nói nữa đâu. Quý vị ơi, sự thật bao giờ nó cũng là sự thật hết. Một khi mà lý lịch đã dơ bẩn rồi thì đừng có hòng mà che đậy. Quý vị có biết không, nó đi học một cái trường nông lâm để mà trồng cái cây gọi là cây gì mà để mà làm ra cái loại mà ngâm rượu đó quý vị. Sau đó nó về nó thuê người ta xây dựng cho nó, xong nó quỵt tiền nó không trả. Thành tích của nó dày đặc lắm, và tôi đã gửi đơn ra Bộ Công an rồi thì người ta nắm lý lịch nó không có ít đâu quý vị ơi. 4-5 vụ, không phải một vụ đâu, từ ngân hàng rồi từ cái vụ mà đi mua máy lạnh của người ta về xài xong rồi giật nợ người ta. Coi như là nếu mà nói giật nợ là Đinh Lan trơ trẽn nhất, có không Đinh Lan? Và khi người ta tấn công, người ta tìm nó thì nó nói là đang dịch, nó không cần tiếp xúc với ai hết, thì cứ ngồi trong nhà chửi đi, được bao nhiêu clip nữa thì cứ mừng rỡ bấy nhiêu đi. Tôi nói thật với quý vị nha, nếu như mà tôi không làm tất tay với Đinh Lan thì rõ ràng là làm gì có pháp luật ở Việt Nam, đúng không quý vị? Tôi nói quý vị nghe nè, riêng ai nha, riêng ai tôi không nói nha, riêng con Lan này bà Hằng bà tố hết tẩy nha, riêng con Lan này bà Hằng bà tố hết tẩy đó. Thôi bữa trong cái phiên phúc thẩm bà cũng nói rồi đó, nó Lan thì đang ăn đơn của bà ở trong cái vụ drama này, mai mốt thì ra cái phiên, có một cái phiên tòa nữa. Thì tôi nói thiệt với quý vị, không biết bao nhiêu là cái tội mà phải gán vô cho con Lan này mới đủ, đúng không? Mỗi ngày nó mỗi nói mà nói nó nhiều hơn nữa quý vị ha. À, mà sao tôi cũng bất ngờ nha, tôi bất ngờ nha. À, bữa trước thì bắt đầu nó về nó bêm thẩm phán rồi phiên tòa này kia cơ quan chức năng đó, nhưng mà bây giờ hình như là nó bị cảnh cáo với lại nó khôn rồi, nó không nói về cơ quan chức năng nữa. Bây giờ là nó quay qua nó nói ông Dũng bà Hằng. Mà quý vị thấy không, bây giờ tôi rất là khó hiểu nha. Đó, cái con Lan này nó có thù oán gì bà Hằng gì ông Dũng mà thù tận xương tủy luôn quý vị. Nó cũng đã viết đơn, nó thư kiện bà Hằng rồi, thì bà Hằng cũng đi ở tù rồi, thấy không? Mà cái làm cái gì mà nó thù oán mà cái kiểu mà giống như là ngàn đời ngàn kiếp, quý vị công nhận không? Đó, cái drama này tôi không nghĩ là nó dính con Lan vô luôn. Nó tự nhiên ai biết, ai mượn, ai xui ai khiến, đúng không? Họ đang nói chuyện thần y rồi chuyện từ thiện, mày nhảy lên mày chửi người ta trước, mày lên mày theo dệt câu chuyện rồi mày vu khống bị đặt người ta, thì bà Hằng bảo bước qua bà chửi mày, thì mày nộp đơn mày kiện người ta đi tù rồi. Ví dụ như mày hận người ta, mày tức người ta, mày ghét người ta thì có thể mày nói nửa tháng, tháng đi. Mày nói gì 3-4 năm trời, bây giờ mày vẫn còn thù người ta, đúng không? Mà bây giờ người ta đã đi tù, người ta đã không nói gì tới mày nữa, mày vẫn nói. Không hiểu nổi quý vị, công nhận không? Đó, ví dụ như là bà Hằng bà lên bà livestream thì bà nhắc đến nó, à, có chửi qua, có chửi lại, đó, gọi là có mâu thuẫn trên mạng xã hội đi. Mà đằng này đã, người ta đã đi vô trong trại giam, đã đi thụ án rồi, ha. Xử phúc thẩm, xử sơ thẩm mày cũng kháng cáo, phúc thẩm mày cũng kháng cáo rồi, mày lên tới giám đốc thẩm mày không chịu. Đó, mày không chịu, mày không phục. À, mà trong khi 2 năm, 3 năm nay từ ngày bà Hằng bà vô trong đó, hai vợ chồng người ta, ông Dũng bà Hằng không hề phát ngôn một câu nào, không dùng mạng xã hội, không nói động gì tới mày một lời nào. Ngày xưa đó, khi bà Hằng bà còn ở ngoài đó, thì mày nói là tại bà chửi tôi,
bà dùng những cái lời này kia, cho nên tôi lên tôi phản biện à, rồi nói ca sĩ Phi Nhung gì gì đó đó đó, thì tôi lên tôi phản biện à, ca sĩ Phi Nhung là má mày hay gì à, đó tôi lên tôi phản biện à, tôi phản biện rồi bây giờ á, bà họ không nhắc gì đến mày, mày cũng phản biện rồi, đâm ra mày không phản biện nữa thì đâm ra mày vu khống, mày bịa đặt người ta à, bây giờ mày cứ bôi nhọ người ta hết ngày này qua ngày khác, mỗi ngày là 2-3 cái tab cộng đồng, 3-4 clip mày nói liên tục đó, mà hết ngày này qua ngày kia rồi mày làm mọi giá đó, mày trì hoãn cái phiên tòa, mày quậy cho đục nước, mày hết sơ thẩm phúc thẩm rồi mày giám đốc thẩm rồi mày quậy. Không quý vị, tôi không hiểu là nó thù oán gì với ông Dũng Bà Hằng luôn á, tôi không hiểu nổi luôn quý vị, tôi không hiểu nổi luôn à, à, bây giờ chỉ còn một cái giả thuyết duy nhất thôi à, nói mày khùng thì cũng không đúng, con này nó không khùng được, nó làm nó có sự tính toán hết, nó không có khùng ha, chẳng qua là nó giả khùng thôi chứ nó không có khùng. Nó chỉ còn một cái giả thuyết duy nhất là mày phải có cái động cơ gì đó mày mới làm được như vậy. Như tôi chửi ai, tôi chửi cỡ nửa tháng tháng là tôi hết tức rồi thôi ha, tôi đâu có thù dai gì mà tôi bôi nhọ vu khống người ta hết cái này tới cái kia, là có thể là chỉ có là gì, chỉ có là được thuê được mướn mà kiếm tiền tôi mới làm vậy thôi, thấy không? Tôi nói thiệt, bây giờ chỉ có một cái khả năng cao, một cái khả năng cao là nó được người ta thuê, nó ngày nào nó cũng phải ra rã vậy nó mới lãnh lương, nó phải có bỏ vô mồm đó đó, thì nó mới làm tới cái mức độ như vậy, đúng không? Quý vị bây giờ quý vị nhìn là biết liền ha, mình nhìn qua cái drama, cái tổng quan là mình biết liền ha. Ngay cả bông lan trứng cút đó, bây giờ mà chữ qua chữ lại thì bây giờ người ta cũng im. Những cái nghệ sĩ như là anh Đàm rồi à, Thủy Tiên, Công Vinh rồi, hay là những cái bà kia nọ, thì bây giờ người ta cũng mệt mỏi rồi, người ta cũng đã im rồi, người ta đã không muốn nhắc đến drama nữa, người ta cũng muốn là im chuyện rồi ha. Đó, người ta cũng đã dừng rồi, chỉ có riêng một mình mày con Lan này, cái gì thấy không, như Phan Phong Bảy Gà rồi các kiểu, bây giờ tụi nó cũng là có dấu hiệu là quay xe Thám Tử Cao rồi, tụi nó có là chuyển chủ đề, nó chuyển qua chủ đề khác, nó thấy nguy hiểm đó quý vị, nó chuyển chủ đề khác, nó không nói gì đến bà Hằng nữa, thậm chí nó còn nịnh bà Hằng nữa, Lê Minh rồi đó. Còn riêng con Lan này nó không những là nó không chịu là quay xe, mà gọi là nó càng ngày càng tấn công dữ dội hơn, ngày càng tấn công mà gọi là một cách là trắng trợn hơn quý vị, xuyên tạc vu khống một cách gọi là dã man hơn à. Thì ok, chắc chắn thì em sẽ không bao giờ sổng được đâu, không bao giờ sổng được cái bàn tay của bà Hằng đâu. Bà Hằng bà sẽ chơi tất tay với Lan, không bao giờ có cái chuyện mà để cho Lan mà yên ổn được, đúng không? Chơi là phải chịu, phải trả giá cho cái hành động của mình. Nhưng mà mọi người đang thắc mắc, tôi không hiểu như thế nào luôn mà mỗi ngày nó lại như thế quý vị ha. Còn cái chuyện chửi 40 YouTuber là bình thường đó, như anh em YouTuber tụi tôi làm cái trend trên mạng xã hội này là đã làm cái mảng này là phải chịu đó, phải chửi qua chửi lại, chấp nhận thị phi đó, gọi là mâu thuẫn chửi qua chửi lại là chuyện bình thường. Trong khi bà Hằng với ông Dũng, người ta làm người ta có chửi với mày đâu, 2 năm nay người ta không nói nhắc động rồi mà mày vẫn lâu đồ người ta ra, người ta chửi những cái từ rất là thậm tệ, bôi nhọ vu khống người ta, không hiểu nổi luôn quý vị, tôi không hiểu nổi luôn đó à, đúng không đó. Nhưng mà cái điều này thì tôi cũng nghĩ rằng là bên phía cơ quan chức năng người ta cũng nắm được, người ta nắm được cái động cơ của Lan hết à, người ta biết được hết à. Ví dụ như cái động cơ của anh em tôi là gì, nó làm YouTube à, kiếm tiền YouTube, hoặc là à, hoặc là bán hàng online đó, ai cũng có một cuộc sống riêng, ai cũng có một cái động cơ để bước vô drama lên tiếng ủng hộ chị Hằng, đúng không đó. Thì bắt đầu là người ta sẽ nghiên cứu ra, chứ còn Lan là không kiếm tiền à, không kiếm tiền YouTube, cái kênh của Lan thì không có kiếm tiền được đâu đó, cái kênh đó thì chửi như thế thì không kiếm tiền YouTube được, không buôn không bán đó, chỉ có một cách duy nhất thôi là nguồn tiền ở đâu đó, đó là một cái lý do duy nhất mà đến lúc này à, Lan vẫn còn như vậy ha. Đó thì thôi, bây giờ cái clip này thì tôi cũng phải phản biện lại chứ đâu thế nào để nó nói vậy được quý vị ha. Đó, tôi hy vọng rằng là bên phía cơ quan chức năng cũng như là những anh em YouTuber đó, nó nói cái gì nhớ lưu lại hết, lưu lại hết, chụp màn hình lưu hết lại, chứ cái con này là nó nói trước nó quên sau, nó hay nó xạo nó láo mà, bởi nó nói trước nó quên sau, nó không biết nó nói cái gì ha. Đó rồi, tôi sẽ tiếp tục cập nhật nha quý vị. Rồi ok, cuối video clip thì xin gửi đến những cái sản phẩm sức khỏe và làm đẹp của Sơn Sàm nha, tất cả là hàng Nhật Bản, các cô chú anh chị chúng ta xem qua xin kính mời.
Rồi, cuối video clip thì như thường lệ Sơn Sàm xin giới thiệu đến tất cả quý vị một số sản phẩm của Sơn Sàm nha. Rồi, trong Zalo này là rất nhiều sản phẩm của Nhật Bản uy tín và chất lượng. Tất cả là hàng Nhật, chất lượng Nhật 100% made in Japan nha quý vị. Đó, thì các anh chị ở nước ngoài có thể liên hệ qua Zalo hoặc Viber số này luôn. Còn các anh chị ở trong nước thì có thể liên hệ số điện thoại này để đặt hàng Sơn Sàm nha. Đó, thì mỗi video clip thì Sơn Sàm giới thiệu một vài món thôi ha, vài món. Đó, thì đầu tiên thì xin giới thiệu cả nhà mình cái sản phẩm giảm mỡ Onaka. Đây, giảm mỡ Onaka nha. Đó, sau một mùa xuân lại đến. Đó, thì ăn Tết xong thì ai cũng lên cân lên ký. Đó, mặt mọc ra nó full màn hình, cái mặt như cái bạc bàn thấy không? Đó. Thì cái nhu cầu giảm cân giảm ký của các chị em rất là cao, đặc biệt các anh mà hay ăn nhậu cũng vậy, đúng không? Thì đây cái sản phẩm này là gì? Viên uống giảm mỡ Onaka, nó làm tan những cái vùng mỡ cứng, mỡ lâu năm như là mỡ bụng dưới nè, đùi, eo, mông các kiểu nha quý vị. Rồi đặc biệt cái viên uống giảm mỡ Onaka này nó không ảnh hưởng đến sức khỏe, nó không làm mình mệt mỏi, không cần kiêng cữ gì hết, chỉ cần sau 9 giờ tối đừng có ăn gì hết nha. Và nếu mình có thời gian thì đi bộ càng tốt. Một liệu trình 4 hộp này nó xuống từ 8 đến 10 kg nha quý vị. Rồi thì một hộp này là nó có 60 viên, mỗi ngày uống 4 viên, sáng 2 viên, chiều 2 viên sau bữa ăn nha. Một hộp thì uống 15 ngày, một liệu trình 4 hộp này thì nó sẽ uống được 2 tháng và xuống được 8 đến 10 kg nha quý vị, cực kỳ hiệu quả. Một liệu trình 4 hộp này em bán 2.6 triệu, 2.6 triệu một liệu trình giảm mỡ Onaka nha quý vị. Rồi, tiếp theo em xin giới thiệu cái sản phẩm là cái hỗ trợ giấc ngủ GABA. Đây, cái sản phẩm này của Nhật Bản em bán rất chạy luôn. Các cô chú anh chị, những người nào bị mất ngủ nè, đó, bị mất ngủ nè, giấc ngủ lo âu nè, hồi hộp, chập chờn nè, đó, phập phồng lo sợ, cũng như là cái giấc ngủ mình nó không có sâu, đó, ngủ không có được, là nó chập chờn các kiểu, thì đây cái viên uống hỗ trợ giấc ngủ GABA này nha quý vị. Đó, thì một hộp 120 viên, đặc biệt nó không có cái thuốc ngủ ở trong này, cái thành phần không hề có thuốc ngủ nha. Đó, nó giúp cho mình an thần ngủ được nha quý vị. Rồi, một hộp này 120 viên em bán 1.750.000, 1.750.000 nha. Ok. Rồi, tiếp theo là cái đông trùng hạ thảo. Đây, đông trùng hạ thảo sản phẩm cực kỳ tốt của Nhật Bản, dành cho các cô chú anh chị nào bị những cái bệnh về thận nha. Thận yếu nè, đó, thận hư nè, phế hư nè, tiểu đêm nè, tiểu gắt nè, yếu sinh lý nè. Đó, đặc biệt cái này nó hỗ trợ về thận rất tốt, đông trùng hạ thảo. Rồi, một hộp 120 viên em bán 2.850.000, 2.850.000 nha quý vị, sản phẩm cao cấp nhất của Nhật Bản. Rồi, kế tiếp nữa là cái hoạt huyết dưỡng não Yonosi. Đây, hoạt huyết dưỡng não Yonosi. Đây, hoạt huyết dưỡng não Yonosi của Nhật Bản nha. Các cô chú anh chị, những người lớn tuổi, đó, những người nào mà bị hoa mắt nè, chóng mặt nè, tê tai, tê chân nè, đó, và đặc biệt là gì, thiếu máu não, đó, thì đây cái sản phẩm này nó hỗ trợ về nó cái tất cả các vấn đề về não, nó tăng cường oxy lên não, nó bổ não, đó, nó giải quyết được những cái bệnh như là hoa mắt, chóng mặt, đứng lên mặt xây vòng đó, đó, rối loạn tiền đình các kiểu nha quý vị. Rồi, một hộp này 300 viên em bán 3.500.000 luôn, 3.500.000 luôn nha, 300 viên. Rồi, cái cuối cùng em xin giới thiệu cả nhà mình là đây, cái viên uống trị tóc bạc Komachi. Thì cái này là 100% chiết xuất từ mè đen. Đó, có những người tóc bạc rất sớm, Sơn Sàm làm có bạc, cái này là bạc tốn tiền đây, nhộm đây, ngựa quá nhộm chứ không phải là tóc bạc nha quý vị. Thì có những người thì có mười mấy, hăm mấy tuổi đã bạc rồi, ba mấy cũng bạc, bốn mấy, năm mấy bạc sớm đó. Thì do gì? Do cái máu, máu mình xấu. Thì cái sản phẩm nó cải thiện từ bên trong. Đó, nó làm nó lọc máu này. Đó, và nó làm nó cải thiện tất cả những cái chỉ số về máu. Khi mình dùng được khoảng 3 liệu trình, đó, áo quần một liệu trình 3 tháng chứ. Một gói này uống 1 tháng nha, một liệu trình 3 gói này là 3 tháng. Thì bắt đầu cái chân tóc mình nó bắt đầu là nó ra màu đen. Đó, chân tóc mình nó đen nha, mà nó đen rồi thì nó đen rất lâu. Có người thì uống một liệu trình thì bắt đầu nó đen, cũng có người dùng thứ hai liệu trình nha quý vị. Đó, sử dụng cái sản phẩm này là phải dùng kiên trì, đó, dùng đều nha. Đó, còn muốn đen lẹ thì mua thuốc nhộm về nhộm. Đó, thì đây, một liệu trình 3 tháng như thế này là em bán 2.400.000 nha quý vị. Một gói này nó có 60 viên, mỗi ngày mình uống 2 viên nha. Đó, gói này uống 1 tháng nè, 3 gói 3 tháng, 2.400.000 miễn ship. Rồi, ok. Còn rất nhiều sản phẩm ở trong cái Zalo này, các anh chị mình có thể tham khảo ha. Đó, các anh chị mình có thể liên hệ vào đó để mà đặt hàng. Rồi, các anh chị ở nước ngoài thì liên hệ qua Zalo, Viber, còn các anh chị ở
ở dưới quê đó, những người không có Zalo, không biết smartphone là gì thì có thể bóc điện thoại trực tiếp cái số này gặp Sơn Sàm đặt hàng nha, cho địa chỉ số điện thoại Sơn Sàm ship tới nơi luôn ha, kiểm tra hàng, nhận hàng rồi thanh toán. Rồi đây là hàng của gia đình em, hàng của em, kênh YouTube của em không quảng cáo cho ai hết, không bao giờ bán hàng tầm bậy, cả nhà yên tâm. Các anh chị phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì cứ trả lại cho em, trả lại cho em hoàn tiền gấp 10 nha quý vị. Đó, mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Rồi kính thưa quý vị, chúc tất cả quý vị sức khỏe, năm mới an khang thịnh vượng. Hẹn gặp lại trong video sau.